Chào các bạn, hôm nay Tú Vân Cooking giới thiệu đến các bạn món bánh bao chỉ. Đây là món bánh truyền thống của quê hương mình. Những cái bánh nhỏ xinh chỉ bằng ngón tay cái thôi, nhưng ăn lại rất ngon vì các nguyên liệu được kết hợp một cách khéo léo, hài hòa, tạo nên vị ngon của bánh. Đó là vị bùi của nhân đậu xanh được gói trong lớp vỏ chai mềm của bột nếp, vị ngọt của đường cát, mùi thơm của mè rang vàng, và có cả vị béo mềm của những lát dừa bánh tẻ nữa. Thành phần nguyên liệu gồm có bột nếp, bột tàn mì, dừa khô nạo nhuyễn, dừa bánh tẻ nạo sợi, nước cốt dừa, đậu xanh cà ngâm nở, mè trắng, đường, muối và nước. Đậu xanh sau khi ngâm nở, mình sẽ nấu cho chín mềm. Sau đó, mình trộn đậu xanh với muối, đường và tán nhuyễn. Mè trắng mình rang vàng, cà cho dập vỏ để dậy mùi thơm, rồi trộn với muối và đường. Mình nấu sôi nước, rồi đổ vào bột tàn mì, trộn đều. Bột nguội bớt, mình nhồi nhẹ nhàng cho thật mịn, rồi để nguội. Mình trộn đều bột nếp với đường, với nước, với nước cốt dừa. Sau khi đã nhồi sơ bột cho hơi mịn như thế này, mình cho bột tàn mì đã nhồi trước đó vào. Rồi nhồi cho thật dẻo mịn. Mình đậy kín bột, cho bột nghỉ 20 phút rồi mới bắt đầu gói bánh. Bánh bao chỉ ở quê mình được gói đơn giản, mỗi cái bánh nhỏ xinh chỉ bằng ngón tay cái, có hình dạng thon dài, nhân đậu xanh, được gói kín trong lớp vỏ bột nếp. Bánh được ăn kèm với đường cát, mè rang vàng, dừa bánh tẻ, rất gọn cho một lần ăn không phải cắn đôi, nên thưởng thức được trọn vẹn mùi vị ngon của bánh. Lúc bắt đầu gói bánh, mình cũng nấu một nồi nước sôi. Khi gói được khoảng 15 cái, mình lần lượt cho vào để luộc bánh. Chờ cho bánh nổi lên là bánh đã chín, mình vớt bánh. Khi bánh còn nóng, mình cho vào dĩa dừa nạo nhuyễn, rồi trộn đều cho từng cái bánh rời ra không dính vào nhau. Vậy là xong rồi đó các bạn. Bây giờ khi ăn, mình sẽ trộn bánh với dừa bánh tẻ. Rồi rắc thêm đường mè cho vừa miệng.
cảm ơn các bạn đã xem. Thân mời các bạn hãy thích, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh Tú Vân Cooking các bạn nhé. Thân chào và hẹn gặp lại.